Hi, chào anh em và chị ở lớp, mình là Từ Lũy 98. Vậy là vòng 2 của vòng 1 chứ của võ sĩ Psyche Ác Quỷ ở Server QQ cũng đã chính thức kết thúc ở cả cụm máy chủ Android lẫn iOS. Hôm nay thì mình vào một arc ở server cụm máy chủ iOS các bạn nhá. Arc của bạn cái gì 2345 ấy. Chả hiểu không mày, người Việt Nam nhá, người Việt Nam. Đặt tên tàu chắc là ông ấy ở bên Trung Quốc hay nói chung là cũng hiểu tiếng hay đặt tên kiểu như vậy nhá. Với review về Psyche Ác Quỷ các bạn ạ. Đấy, Psyche đỏ đấy, đúng không? Psyche red đấy. Đấy. Một con hạt nhân mới, nó sẽ các nội tại của nó thì sẽ lấn át hoàn toàn nội tại của Mizuchi. Lý do thì luật chơi của các bản quyền vương 98 đều là những cái nội tại mới hơn thì sẽ không được cộng dồn với các nội tại cũ nếu như nó trùng nhau, và nội tại mới hơn nếu xuất hiện thì sẽ được ưu tiên hơn là các nội tại cũ. Thì chúng ta sẽ cùng coi một chút event nó có cái gì, sau đó chúng ta cũng cùng test review với con Psyche đỏ này các bạn nhé. Sau đó thì test nó xem nó ra ngu ra khoai làm sao. Mizuchi vẫn rất mạnh các bạn ạ, nên là vẫn để cùng Mizuchi vào nhé. Chứ nói thật với các bạn, trong này mình nghĩ là nó còn tốt hơn cả con Raptor thằng Mizuchi. Đấy, nên là vẫn để lại các bạn nhé. Chúng ta hôm nay sẽ có các cái event chủ chốt như sau. Thể lực thì không nói làm gì rồi, chả hiểu ai cái gì ấy. Thôi mình sẽ check những event nào mình hiểu các bạn nhé. Hình như không hiểu event nào. Đây là tiêu kim cương à? Đây là event tiêu kim cương, nhưng là tiêu kim cương mới đấy. Mình nghĩ là nó bán hồn vũ khí của thằng Psyche đỏ này. Mình đoán đấy nhá, không chắc chắn. Đây là quay chìa tâm thần 200 lần. À, cái đổi thành kim cương được các bạn này, vãi thật. À, rồi mình hiểu rồi, tiêu kim cương nó sẽ trả lại kim cương, đúng không? Ông cứ vẽ chuyện đúng không? Trả lại bằng kiểu này các bạn ạ. Một cái gọi là ly rượu ở đây, một chai rượu soju ở đây thì sẽ đổi được 500 kim cương. Hai chai đổi hàng 1.000 nha, đổi số lượng càng lớn thì càng ngon. Tổng cộng ở đây là 20 chai đổi được tới 7.500. Thì các bạn hãy thấy nếu như mà chỉ có 20 chai lẻ thì đổi được có 500 thôi đúng không? Đấy, gọi mỗi lần bốc đổi một lần nữa nhá. Đấy, soju trắng mà kèm thêm soju cam, cái đây champagne. Bên trái là soju, bên phải là chai champagne các bạn ạ. Đấy thì được 750. Còn cao nhất của nó là bao nhiêu? 15.500, vãi nhỉ. không hiểu cái chai này lấy ở đâu á. Ngoài cái event này các bạn. Đấy, ở đây mình mới thấy là chai soju thôi, chứ chưa thấy champagne ở đâu cả. Đấy, event này buồn cười à. Không chơi không rõ. Rồi, đây cũng là event tiêu kim cương hay sao ấy. Đây event tiêu kim cương. Mình sẽ thử mua thể lực cái các bạn nha. Ông này chưa mua thể lực phát nào mà. Mình sẽ thử mua thể lực này. Đúng rồi, phần tiêu kim cương thật rồi các bạn này. Đấy, một lần chắc là không chết ai đâu. Chắc là bạn ấy cũng không trách gì mình đâu. Thể lực tối đa vào lên 489 các bạn nha. Vãi nhở. Giời ơi, không hiểu soju đỏ thì đây ở đâu. Mình nghĩ là sẽ có một chỗ nào đấy để lấy soju đỏ thôi. Có điều mà mình chưa biết nó ở đâu. Đấy, tạm thời event này nó có đấy hay các bạn nhá. Đấy, ngoài ra còn rất nhiều phần khác nữa. Event nạp kim cương x2 và có thể sẽ x3 với những người chơi gọi là nạp lần đầu. Ở bên này cũng sẽ có x2 các mốc đấy các bạn ạ. Đấy, giống như bên server quốc tế luôn, đấy, giống như Đài Loan luôn, về cái mốc nào và sẽ có event x2. Nghĩa là bạn nào chưa nạp bao giờ thì thành x3. Server mới sẽ rất là thích thú vì full mèo là sẽ nhanh hơn. Đấy. Event ngay trên đầu đó là event liên quan đến hot rune. Đấy thì chúng ta cũng không lạ gì đúng không? Bộ ba rune sói, thần nộ và hồn bảo vệ. Nói chung là những cái này các bạn cũng quen mặt rồi. Hình này mình review từ hôm trước rồi mà chai rồi gì, chỉ biết phần thưởng của nó thì nó nằm trong như là sinh nhật. Đấy, không biết cái này nó có tồn tại mãi mãi không. Bóng đen trắng với bóng đỏ ấy, không hiểu. Rồi, một cái gói quà này gọi là có quà túi phúc các bạn ạ. Mình trải cái túi đâu cả, đây là cái hộp. Đúng không? Công ở trên group Observer cũng như group QQ thì công dịch là túi phúc. Và theo bản dịch của các bạn quản trị viên thì túi 8090, đây là cái túi bên trái của các bạn ấy, thì nó có một viên nguyên tố đỏ ngẫu nhiên và một số phẩm khác. Đây chính là cái viên này các bạn này. Đấy. Còn bên này thì nó là skin của thằng Demon à. Và một số phẩm khác. Còn túi 18.000 này thì nó là hồn vũ khí tư chất 15, 4 chọn 1,
của Vice, Clark, Kensu tất nhiên đều là dạng tư chất 15 và đu lăng. Một điều mà sách chịu chọn 3 mảnh vạn năng và một số vật phẩm khác. Chả biết công dịch có đúng hay không nhá, chứ bản dịch này không phải của mình. Nên là mình gọi đọc lại vào câu này thôi. Thật ra nó không quan trọng lắm đấy, biết là nó bán rẻ, hồn vũ khí, rồi là võ sĩ của các võ sĩ giá rẻ thì được rồi đúng không? Đấy. À, bên này là cái gì đây? Đây chắc là phân giã run các bạn, hay là dung hợp run, lại loại như vậy. Đấy đúng không? Ba cái đổi thành hái thì bên mình thế. Nhưng mà hai cái ở đây chắc là hai cái ngẫu nhiên. Còn bên mình là tự chọn, nhưng bên mình lại là tốn nhiều kim cương hơn. Đấy thì nó có thay đổi về hình thức. Chỉ là hình thức anh quan tâm mà thôi. Ở bên này thì vẫn là cái event sinh nhật 55. Mình sẽ xem là có cái gì không. Không hiểu các bạn, không hiểu kiếm tàu thì chịu. À đây các bạn này, xem phim này. Đây chính là cái gì đây? À đây chính là cái event này đây này. Đây là đèn thần ước nguyện này, đúng không? Cầu gì được thì cầu gì được lấy đấy. Có Sion, skin thần bài, hồn vũ khí Saiki. À, chả hiểu cái này là cái 17,8% là giảm giá hay là cái gì. Còn túi phúc mình vừa bấm vào đây rồi, đúng không? Đấy, túi phúc là cái này thì rõ rồi. Còn cái cuối cùng này nó chưa mở, à hết hạn thì này chắc làm bánh làm bủ thì không rõ các bạn nhá. Các bạn đừng có view ở clip của mình mà chơi QQ. Gọi là anh em chơi các server không chơi ở QQ. Đấy thì xem clip của mình gọi là mở mang hiểu tầm hiểu biết thôi. Gọi là cho biết thôi, đúng tính chất giải trí rồi các bạn, chứ không áp dụng được mấy đâu. Rồi, áp dụng cái tỷ lệ áp dụng nó rất là thấp. Đấy là event các bạn nhá. Hết rồi đúng không? Mình à đâu? À còn một cái event nữa là cái event ngày số 5. À, event ngày số 4 các bạn ạ, nó cho một cái vật phẩm mình thấy rất là hay, đó là quét màn chính và quét màn khó. Đấy, nó cho mảnh kim. Đấy, tổng vệ sinh thì quét màn chính và màn khó ở đây thì vượt màn đủ tổng 500 lần màn dễ đấy, hay mà màn gọi là màn thường đấy thì sẽ được 28 mảnh kim, tổng cho này 28 mảnh. Ông quản trị ông ấy đếm rồi. Còn 250 lần màn khó thì cũng được 28 mảnh nữa. Thì các bạn phải nhận thêm người này trong mảnh, người này trong mảnh nữa đúng không? Đấy. Gọi là hoàn thành nhiệm vụ đủ đấy là kim. À con đánh mảnh vạn năng nhiều. Vì nó là con võ sĩ mới mà các bạn, kể con này mà nó cũ thì nó cũng không có giá trị đâu. Đấy, mà ví dụ lấy được ở trong gói Battle Pass chẳng hạn thì nó không có giá trị, nhưng mà mới thành nhại thành có giá trị. Đấy, mình vẫn nói cái sự khan hiếm nó tạo ra giá trị mà. Rồi. Đấy là những event các bạn nhá. Còn giờ chúng ta đảo qua một tí con bộ skin của thằng Saiki đỏ hay trong trang web bản dịch của các bạn chơi QQ. Nó ghi là Saiki hậu biến thân. Ok. Bản dịch này ngôn ngữ quen quen lắm, hình như tay của tay Vũ Minh như sao ấy. Rồi đây các bạn ạ. Đây là bộ hình dáng của nó nhá. À trông kinh không? Mắt nó. Cái này mình xem nào. Cái này thì nó lấy mình như là lấy ý tưởng trong các bộ phim bạn nào mà xem phim nhỉ? Game of Thrones ấy. Quyền cái gì này? Cái gì này? Cuộc chiến vương quyền ấy. Thằng này mình nghĩ là nó kiểu kiểu ấy. Có rất nhiều cái điểm. Mắt cũng rất kinh. Đúng không? Ôi nhìn rõ mắt ghê ấy các bạn ạ. Sợ lắm thôi. Mình không dám nhìn sâu đâu. Sợ tối ấy. Khó ngủ. Rồi đây là cái bộ chỉ số của nó. Không giống như xe quốc tế đây. Mình cũng chịu ạ. Trái biết đang mù một lần. Thôi vào bản dịch cho các bạn nha. Cho nó đỡ mù mắt. Còn cái hồn lực của nó thì nhìn rõ nó là hồn lực hư vô, giống như kiểu Anis của Istik. Không giống như của Kyo Flame đâu. Rồi, tên võ sĩ là Saiki hậu biến thân. Hệ của nó là Tanker, hay còn gọi là vệ. Nó khác với võ sĩ hạt nhân gần nhất là Mizuchi là hệ kỹ. Và hai võ sĩ hạt nhân trước đó nữa chính là Kyo Flame và Istik, chính là những võ sĩ đẩy. Đấy thì các bạn thấy là các võ sĩ hạt nhân bây giờ thoải mái lựa chọn ở các vị trí tấn công, hỗ trợ hoặc là phòng thủ đúng không các bạn? Đấy rất nhiều hướng chơi các bạn nhá. Đấy con này ra hệ vệ theo mình thấy đánh giá là rất hợp lý đấy và rất là logic, làm cho người chơi mình nghĩ là cảm thấy cũng rất thích thú. Đấy làm thứ 5 rồi mà QQ nó vẫn tạo ra cho người chơi phải cảm giác rất hay ho thú vị các bạn ạ. Còn những bạn nào mà chưa có ạc ở trên QQ thôi gọi xem mình biết thôi. Nói thật với các bạn khó chơi lắm. Mình vào mình làm clip được các anh em chỉ dẫn đầy đủ ấy mà có ra cái gì đâu đúng không? Vẫn em không hiểu, không hiểu không? Đấy đây là còn đâu các bạn chơi cứ từ từ thôi, rồi xem ở quốc tế nó cũng sẽ cập nhật được hết thôi, có hết thôi, không đổ vội. Rồi thể loại là cái gì, là thể loại phục sinh vô tận. Nhưng mà nói thật các bạn là đủ số lần thôi, làm gì có số vô cùng. Hạt nhân cường hóa đỡ đòn, hồn lực của nó hư vô chi hồn, hồi nộ và HP đầu mỗi lượt. Thì cái này nó cũng như là Mizuchi nhỉ, Istik hoặc kiểu Flame thôi, không có gì gọi là quá khác biệt.
Chuyên của nó sẽ là chuyên 1 là Diêu Bỉ Thủ Lĩnh. Đấy, ông Trịnh Kê có Saiki hậu vệ thân Saiki, Mukai, Magaki. Đấy, 4 thằng này trong team với nhau. À, và rõ ràng các bạn thấy là hơi khó kích một tí đúng không? Đấy, nhưng với những người chơi mới ấy, còn server cũ của mình nó thật nó cũng không quá khó đâu. Đấy. À, Hỏa Diệm Tứ Sắc này có Aquemption. Yori Kyo, chuyên này có lẽ là dễ kích nhất. Aquemption thì làm trong rất nhiều chế độ có thể kiếm được mảnh free. Đấy. Lịch đại thủ lĩnh thì có Saiki, Mizuchi, Istik, Kyofele. Đây là toàn là những con hạt nhân đấy các bạn ạ. Vãi thật nha. Đấy. Rồi ok. Ví dụ sẽ dùng hiệu dược lửa và sẽ siêu năng. Team lửa này đúng không các bạn? Rồi. Saiki này, Aquemption này đều là các võ sĩ lửa cùng với hội Kyo, Yori thì các bạn nha. Hệ lửa nó đông lắm, ca phẩy ca phục nó đông lắm. Rồi. Bộ kỹ năng của nó thì bao gồm như sau. Bắt đầu sắp xếp từ nội tại, sau đó thì độc chiêu và cuối cùng là tuyệt kỹ tuyệt đỉnh vũ khí. Đầu tiên là nội tại, nếu có hơn một người trên sân thì hồi cho bản thân 10%, hồi 10% tối đa bản thân cho đồng minh có máu thấp nhất, nghĩa là hồi 10% máu tối đa của bản thân đấy các bạn. Đấy, cho đồng minh HP thấp nhất và 100 nộ cho một đồng minh chưa đầy nộ. Nói khác là nó hồi máu cho hai người, một người hồi nộ cho một người và hồi máu cho một người. Đấy là đầu mỗi đợt. Lượt đầu miễn nhiễm mọi trạng thái bất lợi giống như là Magaki, chắc chắn tung độc chiêu, đồng thời vẫn có thể thi triển đỡ đòn kháng cự khi bị oánh chí mạng. Ngày kia chúng ta test xem nhà của các bạn, bình thường là bị oánh vào chí mạng là làm gì có đỡ đòn đúng không? Chí mạng còn đỡ đòn. Giờ nó ra cái trò chí mạng rồi vẫn đỡ đòn. Thế chị mọi người nói thật các bạn, bọn quy bọn tàu đổ nghĩa cái gì không biết được các bạn, là nghĩa là cả cái trò chí mạng ngồi vẫn đỡ đòn, thế ảo. Rồi. Rồi mỗi khi đồng minh tung tuyệt kỹ thì bản thân hồi 100 nộ, tối đa là 2 lần mỗi lượt. Nói cách khác là tối đa được hưởng hồi 200 nộ. Đấy, nhanh cho nó vuông. Thì ông đòi tung tuyệt kỹ ngay sau giờ hồi đầy hết cả bình thì không có đâu, đúng không? Tối đa 200. Sau khi biến thân, ở nghĩa là sẽ có một hiệu ứng biến hình đấy, hay gọi là biến thân. Tất cả các sát thương độc chiêu và hiệu ứng minh viêm đều bỏ qua trạng thái miễn nhiễm. Tất cả các hiệu ứng từ độc chiêu và hiệu ứng minh viêm đều bỏ qua trạng thái miễn nhiễm. Chả hiểu là gì, đúng không? Chưa biết là cái trạng thái miễn nhiễm này là miễn nhiễm cái gì nữa. Đều bỏ qua trạng thái miễn nhiễm. Thế cái này là độc chiêu thôi, chứ còn đâu cái minh viêm này thì mình vẫn chưa đọc hết, đúng không? Nghĩa là các hiệu ứng của nó gây ra tác động đến đối phương. Ví dụ như là gây sát thương, rồi là giảm tỷ lệ hồi máu. Cái gì nhỉ, giảm nộ vân vân thì đều được xuyên qua hết các bạn nhá. Đấy, nó đều xuyên qua hết những cái đấy. Đấy cái hiệu ứng của con này. Nói cái khác là oánh xuyên miệng khống đấy. Mỗi khi tử trận, kia là mỗi khi biến hình, mỗi khi đâu nhỉ, sau khi biến thân thì sát thương thì mới bỏ qua miễn khống đúng không? Đấy, còn đây là khi tử trận thì bản thân rơi vào trạng thái biến hình, không thể hành động, không thể bị chọn là mục tiêu. Rồi mỗi hành động của đồng minh thì sẽ hồi cho bản thân 5% máu tối đa. Nghĩa là ví dụ như là Feta thì có bao nhiêu? 5 con còn lại đúng không? Mỗi con hành động 2 lần, một lần tuyệt kỹ, một lần độc chiêu chẳng hạn. Thì 5 nhân với cả 10 sẽ 50%. Đấy thì sẽ hồi cho máu tối đa 50% máu tối đa. Khi HP vượt quá 50% thì kết thúc quá trình biến hình thì sẽ chuyển thành chuyển sinh. Đây là mỗi khi tử trận bánh bao giờ đến 50% máu thì mới bắt đầu chuyển sinh. Như vậy là nó có thể là nó bất động, nghĩa là rơi vào trạng thái biến hình có thể là 2 lượt đúng không? Nếu như mà ít người quá. Sau mỗi lần chuyển sinh thì bản thân sẽ bị giảm 100% hiệu quả hồi phục, có thể bị cộng dồn. Với mỗi đồng minh ở trên sân hậu chuyển sinh, bản thân sẽ giảm 10% con số trên. Hơi đau đầu các bạn này, hơi đau đầu này. Mỗi lần chuyển sinh thì giảm 100% hồi phục, có thể cộng dồn. Mỗi lần mỗi đồng minh thì chuyển giảm 100% hiệu quả hồi phục, tức là không thể hồi phục. Nhưng ở đây mỗi đồng minh trên sân thì được giảm 10% con số trên. Thì mình lấy ví dụ thôi nhá, là đồng minh bên mình còn 5 thằng thì sẽ được giảm 50%, nghĩa là hiệu quả hồi phục sẽ còn 50%, chứ không phải là không hồi phục một tí gì. Để các bạn hiểu không? Nghĩa là ở đây thì nó sẽ càng còn nhiều đồng minh thì hiệu quả hồi phục của nó sẽ càng tốt. Đấy, ví dụ còn 4 đồng minh thì hiệu quả hồi phục của nó sẽ bị giảm mất đi 60%, nghĩa là chỉ còn 40% thôi. Đấy, thì các bạn hiểu là quân càng đông thì nó hồi càng nhiều nhá, tối đa 50%. Nếu hiệu quả hồi phục bị giảm đến mức tối đa thì bản thân không thể chuyển sinh nhiều nữa. Đấy, nghĩa là có cộng dồn các bạn nhá, nghĩa là lần đầu này từ 100 này, ví dụ đồng minh còn 5 người thì
thì nó giảm chỉ còn 50% thôi. Nếu còn bị lượt sau đánh tiếp chỉ còn có 4 người chẳng hạn, đấy thì lại giảm tiếp thêm lần 40% của cái chỗ đấy nữa. Nó cứ tụt dần đến mức mà N thì dương vô cùng đấy, nghĩa là cái hiệu quả bị giảm hồi phục đến mức tối đa, nghĩa là không thể hồi phục nữa thì nó sẽ không thể chuyển sinh được nữa, nghĩa là nó chết luôn, đúng không? Đấy, em phải hiểu hiểu như thế. À, thì như thế này thì mình có thể hiểu rằng nó sẽ chuyển sinh hay là hồi sinh theo mình ít nhất là khoảng từ 2 đến 3 lần. Đấy, ít nhất là mình nghĩ là 3 lần. Nó toàn tùy thuộc vào đồng minh bên phe bạn nữa, cũng như cái đội hình của bạn chơi. Theo mình thấy thì ít nhất phải là khoảng 3 lần. Đấy. Và những cái lần đầu thì nó mới có nhiều máu, còn càng những lần sau thì cái lượng máu của nó còn lại sau khi chuyển sinh thì nó sẽ càng thấp đi nhá. Đấy. Chúng ta tiếp tục. Nếu là solo thì bản thân vẫn chuyển sinh được lần thôi, hợp lý. Vào đầu trận, bản thân nhận hiệu quả từ hệ ở các đồng đội tối đa 3 lần. Hệ đả thì tăng xem tuyệt kỹ cộng dồn tối đa 3 lần đấy các bạn ạ. Mình xin lỗi, hệ đả thì tăng khá sức tương tuyệt kỹ. Đồng minh hệ kỹ thì tăng tốc độ hồi nộ và 100 nộ khởi điểm. Còn hệ vệ thì tăng 10% cường hóa sát thương. Ở như vậy con này cũng là một hạt nhân thuộc kiểu tam hệ. Đấy. Nó là hạt nhân tam hệ tương tự như là Mizuchi. Nên chắc chắn là Mizuchi sẽ không được cộng dồn với con này. Nhưng các bạn lưu ý, đây chưa phải nội tài hạt nhân. Ý mình là cái nội tài hạt nhân nó không được cộng dồn, chứ không phải cái này không được cộng dồn nha. Vì cái này là nội tại nó nhận vào cho bản thân, chứ nó không phải là đem đi hỗ trợ đồng đội. Thì các bạn lưu ý, đây là dựa vào đồng đội để nó nhận hiệu quả. Thế con này mình thấy rằng đi về Mizuchi rất là hợp. Nghĩa là trong team tam hệ thì cả Mizuchi và Saiki hậu chuyển sinh đều nhận được cái lợi thế, nhận được hiệu quả rất là tốt từ đồng đội. Đấy. Nội tài nhân của nó như sau: tăng cường hóa sát thương và khá sát thương cho bản thân. Toàn bộ đồng minh thì nhận được 40% hiệu quả. Nếu ít nhất có 3 võ sĩ phe ta vào đầu trận thì sẽ tăng 30% khá sát thương tuyệt kỹ, khá sát thương độc chiêu và 15% khá sát thương trong 2 lượt. Đây là tăng cho toàn bộ đồng minh đúng không? Tăng 30% khá sát thương tuyệt kỹ, khá sát thương độc chiêu và 15% khá sát thương trong 2 lượt. Đây là nội tại hạt nhân. Mình so sánh của nó một tí. Mình sẽ xem cái chỉ số tăng cường hóa sát thương và khá sát thương của bản thân của nó bao nhiêu các bạn nhé. Để so sánh một tí với con Mizuchi. Đâu rồi, vào trong game lại đi. Đây các bạn. Ở level 110 nó là 35,9, mình nghĩ là phần trăm sát thương. Còn 56% sẽ là chỉ số khá sát thương. Chúng ta cùng đảo qua một tí con Mizuchi. Rồi các chỉ số của nó chỉ là 24,18% và 40,3%. Level của nó thì là 101 với 110 thì nó cũng không phải là cái điều gì chênh lệch quá đáng kể đúng không các bạn? Đấy, mình cùng ngó thêm một tí như vậy là cái tỷ lệ tăng cường hóa sát thương và sát thương của bản thân của con này nó đã cao hơn Mizuchi rồi. Đấy, cho mình nhìn nhanh nhanh như thế nhá. Đấy, đồng minh sẽ nhận hiệu quả 15%. Thì ở đây thì mình sẽ check thêm một tí, một con nữa để chúng ta cùng có một cái so sánh. Đó là con Mizuchi. Đấy, để các bạn cùng có một cái gọi là so sánh cho nó dễ. Rồi, chúng ta sẽ xem con Mizuchi. Cho nó to bao nhiêu nhỉ? Đâu rồi? Chạy lung tung thế. Từ mình để mình phóng xem nào, mình phóng to. Chứ nhìn lại mù mắt anh em mất. Rồi. Ok. Đây các bạn ạ. Thì chúng ta cùng có một cái sự so sánh các bạn nhé. Đâu rồi, nó là cái phần nội tại cơ. Đây rồi, mắc ý chí trợ cầu. Mình sẽ so sánh luôn với cái nội tại, gọi là nội tại khi bật nhị môn đi các bạn nhá. Vì bây giờ chắc chắn là ai chơi Mizuchi lục môn. Đấy, nếu như mà chơi nghiêm túc, chứ còn không ai chơi nhất môn, mình đọc nhị môn cho nó chuẩn. Nội tại nhân khi bao đối hệ không bao gồm bản thân rồi, tăng cả team 35% khá sát thương kỹ và 15% khá sát thương trong 2 lượt. Thì các bạn thấy ở đây là bên này thì nó được tăng thêm 30%, tức là cái hiệu quả của nó kém 5%. Nhưng mình chắc chắn là nhị môn thì nó sẽ bằng nhau thôi. Nhưng bên này các bạn nhìn thấy nó sẽ không có kháng sát thương độc chiêu, mà nó chỉ có kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương thường thôi. Còn bên này có thêm 30% kháng sát thương độc chiêu nữa. Cái đấy đầu tiên là cái các bạn lại thấy nó hơn rồi đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là so sánh, đó là khi ra trận thì tăng cường hóa, tăng cho bản thân 18% sát thương và 30% kháng sát thương.
Đấy thì các bạn lại đồng đội thì nhận được một nửa chỗ đấy, tức là nhận 9% và 15%. Thì bên này thì mình vừa nhận thấy xem nào, 40% hiệu quả đúng không? Thì chúng ta cùng xem 40% hiệu quả của nó là bao nhiêu. 40% hiệu quả 4 của 36 à. 4 của 3 thì sẽ 12. 4 của 4 là 16, như vậy nó sẽ khoảng 14%. Còn 56 thì nó sẽ bao nhiêu? 15 56 của 14 à. À 56 mà của 4 à, 45 20 46 24 của 22%. Như vậy các chỉ số lần lượt của nó sẽ là khoảng 14% và 22%. So với bên này nó là bao nhiêu nhỉ? Bên này nó là đâu rồi? Bên này là 9% và 15%, thì các bạn thấy nó là 14% và 22%, đúng không các bạn? Đấy là búp cho đồng đội đấy các bạn nhá. Rõ ràng là hiệu quả hạt nhân, nội tại hạt nhân của Saiki ở trạng thái hậu chuyển sinh là tốt hơn hẳn so với Mizuchi, đúng không các bạn? Đấy, nó rất rõ ràng rồi. Mình cùng so sánh một tí về cái hiệu quả mà Mizuchi nhận được so với Saiki hậu chuyển sinh, xem là ai nhận được lợi thế nhiều hơn từ đồng minh các bạn nhá. Đả thì tăng hút máu, khá siêu tuyệt kỹ và khá giàu chiêu, 20% hút máu và 8 cộng 8 gọi là 16 đi. Bên này thì thiên hẳn về phòng thủ, chỉ có 14% khá tuyệt kỹ thôi. Với tỷ lệ vệ thì tăng chí mạng cho mỗi võ sĩ và 8% sát thương chí mạng. Rồi, càng vệ, nhiều vệ Mizuchi sát thương càng lớn. Còn bên này chỉ là tăng 10% cường hóa sát thương. Vệ kỹ thì tăng 10% tốc độ hồi nộ, 100 độ khởi điểm và 10% sát thương tuyệt kỹ. Như vậy rất rõ ràng là Mizuchi lại là võ sĩ được hưởng nhiều lợi thế hơn từ đồng minh các bạn ạ. Nghĩa là Saiki thì nó còn búp cho đồng minh nhiều hơn, còn Mizuchi lại là võ sĩ nhận hưởng lợi từ đồng minh nhiều hơn và hưởng lợi theo chiều hướng tấn công nhiều hơn là hiệu ứng phòng thủ. Còn của Saiki thì mình thấy là hiệu ứng phòng thủ nó lại là nhiều hơn một chút. Đấy, đấy là cái nhận xét nhanh của mình về Saiki hậu chuyển sinh các bạn nhá. Rồi, để chúng ta có một cái có một cái nhìn nó gọi là chạy cút. Chưa dùng quen các bạn ạ. Giờ cái nào mèo hất đuổi nó định đi gì nhỉ? Tức ghê nhỉ. Thôi rồi, đọc nhanh các bạn nhá. Hết em hiền thì giờ ngồi sửa hết ngày thôi. Rồi, đọc tí độc chiêu còn vào test. Tấn công đầu tiêu 40% choáng, bản thân tăng 50% thủ và 30% khá giàu kỹ, không thể giải trừ. Cái này mà bá đạo các bạn này, 50% thủ không thể giải trừ là rất kinh khủng đấy. 30% khá sát thương tuyệt kỹ. Rồi, khi tấn công có 40% sát xuất, giảm 50% sát thương phải chịu. Và các bạn lưu ý này là đỡ được cả chí mạng nhé. Chí mạng rồi vẫn được giảm 50% sát thương phải chịu. Đấy các bạn, 40% này là hơi ghê đấy. Hơi ghê đấy, còn con này sẽ con tăng châu bò nhất đúng không các bạn. Rồi, và cái cơ chế phòng thủ của nó là khác hoàn toàn so với các vũ khí trước đó. Trong hai lượt kế tiếp, đây là độc chiêu các bạn nhá. Mỗi khi bản thân đỡ đòn hoặc kháng cự thì sẽ hồi thêm 80 độ, hợp lý. Bộ run thần nộ, theo bộ run thiên đường về kháng chí mạng và đỡ đòn. Tiếp tục sẽ là bộ run gọi là comeback trở lại. Một bộ run mà hiếm, rất hiếm người ở những server, kể cả từ server quốc tế đến server non trẻ nhất cho tới server già cỗi nhất như là QQ hay là Nhật Bản, Đài Loan vân vân, đều không sử dụng cái bộ run đấy. Thì bây giờ nó sẽ quay trở lại. Cái hiệu ứng minh viêm lên mục tiêu. À, hiệu ứng minh viêm là hiệu ứng đốt máu, gây sát thương thiêu đốt, không hồi nộ và giảm 15% công thủ mục tiêu trong vòng 2 lượt. Và nó có xuyên miễn khống, không thể nói gì đến việc giải được hay không giải được, do có thể là người dịch thiếu hoặc là có thể giải được, đúng không? Tí nữa vào trong game chúng ta sẽ test thật kỹ càng các bạn nhé. Tuyệt kỹ của nó có tên là tuyệt vọng và chưa thấy phần thức tỉnh vũ khí đâu, vì nó đã bán đầu, đúng không? Tấn công đơn mục tiêu, như vậy đều đơn mục tiêu, không nói rõ là mục tiêu gì, khả năng cao xem mục tiêu hàng trước. Tăng bản thân 300 công, cường hóa sát thương và kháng sát thương, kháng bạo huyết trong vòng 2 lượt. Như vậy đây cũng là một võ sĩ tiếp theo tương tự như là Maxima, tư chất 15, cũng có thể khả năng kháng được bại huyết. Xóa hiệu ứng xấu của một đồng minh Feta, như vậy cơ chế xóa hiệu ứng cũng giống như là Mizuchi và Kyo Flame. Tung tuyệt kỹ thì mới xóa hiệu ứng xấu, tức là giải hiệu ứng xấu cho đồng minh Feta, còn không được tung tuyệt kỹ thì coi như là không có gì. Tăng 10% hiệu quả chữa trị hậu chuyển sinh, có thể cộng dồn tối đa một lần mỗi lượt. Rồi, như vậy con này sống càng lâu thì hiệu quả chữa trị sau chuyển sinh sẽ càng tốt. Tuy nhiên hiệu quả này không thấy nói là có bị cộng dồn, có thể bị hóa giải hay không bị hóa giải, có lẽ là không bị hóa giải vì có thể ghi cộng dồn nhiều lượt. Hiệu ứng minh viêm nên mục tiêu ngẫu nhiên, ưu tiên kẻ địch chưa bị dính minh viêm. Rồi, đây là gây theo kiểu ngẫu nhiên các bạn ạ.
Mình nhắc lại một tí, hiệu ứng Minh Viêm là hiệu ứng thiêu đốt theo kiểu là giảm công thủ cũng như là gây sát thương thiêu đốt mục tiêu, chủ yếu là giảm công thủ thôi. Với mỗi mục tiêu khi bên địch bị dính hiệu ứng Minh Viêm, bản thân tăng thêm 5% cường hóa sát thương và sát thương tuyệt kỹ. Rồi, đây là tăng hoàn toàn lên về sát thương, càng đánh lâu như vậy nó sẽ càng khỏe, càng gọi là gây ra nhiều sát thương. Tuyệt kỹ sẽ gây thêm sát thương bằng 6% vào tối đa, đây là một con số rất bé. Bản thân hồi HP bằng 6% sát thương tuyệt kỹ này gây ra, nói thật không hồi được bao nhiêu đâu. Mỗi khi bị chí mạng thì bản thân vẫn có thể đỡ đòn, kháng cự trong vòng 2 lượt. Rồi, đấy là cái tuyệt kỹ của nó. Như vậy là sau khi dùng tuyệt kỹ xong thì mới có, còn đoạn đầu là cũng chưa có cái kiểu là đỡ đòn, cái gọi là cái gì nhỉ? Chưa có cái gọi là cái gì là bị chí mạng mà vẫn đỡ đòn được. Đấy, thì các bạn nhiều ý nhá. Đấy rồi, bộ kỹ năng của nó như thế thì mình thấy rằng là thiên hướng về phòng thủ và đánh nhây. Nói chung là một con đánh nhây. Con này có lẽ là mình sẽ là một con mình rất ưa thích. Ở đây thì bạn này nó gọi là bộ run tâm đại địa, nó thiên hướng về, nó gọi là thiên hướng về kháng sát thương là chính chứ không phải là hồi phục các bạn ạ. Vì dính hồi phục thì con này nó cũng không có cái gì gọi là tăng tỷ lệ hồi phục cho bản thân nhiều ạ. Nên là bộ run này mình nghĩ là hợp lý. Còn các vị trí còn lại thì chúng ta cùng nhìn qua một tí nhá. Rồi, hãy chúng ta cùng nhìn qua loa trước khi vào đánh đấm. Còn rất nhiều trận để cho chúng ta thoải mái trải nghiệm. Lady go! Rồi các bạn thấy rằng Saiki bên đội bạn gây ra hiệu ứng gần như bằng không. Hay nói cách khác, ngược lại là Saiki bên ta đang có quả phòng thủ hết sức mạnh mẽ đấy các bạn ạ. Các bạn lưu ý Saiki là một võ sĩ hệ vệ, như vậy cái khả năng gây sát thương của nó là không cao và cũng không có cái gì gọi là bỏ qua đỡ đòn, nên khả năng quả rồi là đỡ đòn đấy. Rồi mình tạm dừng một tí. Các bạn để ý quả đầu tiên là con Shion nó tung được kỹ, sau đó thì nó dừng lại là không tung được kỹ lần hai. Vì sau khi Shion tung được kỹ xong thì con Saiki chuyển sinh này nó đã được búp, nó đã được hồi 100 độ rồi. Và khi đấy nó lại đầy bình rồi, nhau lại tung được kỹ. Và sau đó thì Saiki lại tiếp tục tung được kỹ. Thế là ai đứng trước thì người tung được kỹ trước các bạn ạ. Là thằng Saiki mình đánh không thua các bạn nhá. Và bây giờ là bắt đầu kháng được bại huyết này, chứ còn đâu vào trận là không kháng được bại huyết, vẫn dính bại huyết ở mình này. Thằng Saiki đôi bạn yếu như xin các bạn ạ. Đấm một phát cao rồi, đấm một phát bục vỡ luôn rồi. Mà nó có kháng trí, có thể bật đỡ đòn, bật đỡ đòn và kháng cự khi bị chí mạng anh nhá. Thế mà ăn bị một phát lục bôn của thằng ca về đấm ốc vỡ luôn rồi. Ngồi thở luôn rồi. Thằng Saiki với đối phương các bạn để ý là trận này rất là hay, nhưng mà cả hai bên đều có Saiki, mình rất là dễ dàng để ngó. Đấy, thằng Saiki đối phương các bạn nhìn thấy là nó chưa đủ 50% máu nên nó vẫn phải quỳ nhá. Tức là nó chưa được hồi sinh đấy. Đúng không? Nó vẫn phải quỳ gối quỳ hàng. Bao giờ nó 50% máu nó bắt đầu nó mới ngồi dậy. Nhưng mà bị bại huyết thì sao nhỉ? Bị bại huyết thì chắc là hơi nhục, mà bị bại huyết thì ngồi đến chết à? Mezawari o dakuni shite nasai.
ぺしゃんこにしてやる。ほらほらほらほらほら。こっちだ。所詮はどうだ。ゴミや。次元が違うんだよ。Nói thật, mình thấy đánh vào thằng Rap gần như không mất máu các bạn ạ. Đặt đánh vào Rap Battle gần như không mất máu. Rap nó thằng gọi là cái gì à? Miễn hiệu ứng rồi mà, đấy là gần như không máu gì luôn. Thật sự. Mà mình cảm giác vì nó cậy được hồi sinh nhiều lần thế nào mà nó giấy thế. Lắp cho đến 6 viên núi rồi mà vẫn giấy vãi à. Bị cái con vì của nó vừa rồi đấm cho mà cũng gần chết các bạn này. Yếu lắm. 次元が違うんだよ。あっ、シュエイデンリー、我のみを絶った無に帰ろう。ういよ、ソーレ、hàng trước chán nha, đứa này trốn trong băng, đứa này quỳ gối quỳ hàng. Chạy hồi đầu tí tí máu rồi các bạn này.À, các bạn để ý thằng kia bên đôi bạn được đứng dậy rồi, đúng không? Được đứng dậy rồi, khá đấy. À, bên mình được đứng dậy, cũng 50%. À, chuyển sinh hay là hồi sinh xong là được thanh tẩy được cái hiệu ứng bại huyết. Thế thì mày sống dậy thì còn có ý nghĩa. Chờ sinh về rồi. Cố đi. Cố してやるよ。行けな。Lại bộc phở. Vừa sinh ra cao phải đập phát chết thằng cẳng các bạn à. Thảo nào bên các diễn đàn ấy quy người ta cứ chê ngày là phải các bạn ạ. Yếu như thế này đánh thì không chết ai. Lửa thiêu đốt của nó hình như còn giải được ấy. Rồi cái gì nhỉ? Cái gì là hồi sinh, cái tưởng hồi sinh xong thì phải mạnh mẽ hơn. Ai đấm phát vẫn chết. Hoặc là ca phải với mình quá mạnh. Ware no mi o tatta mu ni kaeru. Mày quỳ rồi. Kissa ya. Kore de oyasui da. Anh em đánh thì bán sống bán chết, thằng này hơi tí làm nghỉ. Mezawari o taku ni shite nasai. Lại đến thằng bên mình cũng yệt thế các bạn ạ. Em đang mê chờ hàng trước các bạn nhá. Nó dập cho một phát cũng lại ngồi nghỉ rồi. Lại xếp gối quy hàng rồi. Chán đấy, mấy hội sai kia thật đấy. Ware no mi o tatta mu ni kaeru. Sho sen wa dou da. すべてはじりとかす。燃やしてやるよ。いけな。燃やしてやるよ。いけな。我のみを絶った無に帰ろう。所詮はどうだ。Rồi như vậy là cứ mỗi lần tung được ký hồi 10%. Qua 5 lần bên phe tài trên 50% thì bắt đầu hồi sinh. Hồi sinh không bao lần nhưng tạm thời hai bên, mỗi bên là 2 lần hồi sinh rồi đấy. Ore, doi shita? Subete wa jiri to kasu. Peshanko ni shite yaru. Ora, 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 ora. Muda da na. Đấy, lần này là lần thứ 3 rồi các bạn nhá. Để xem là bao nhiêu lần. Mình tính nhầm là 3 lần rồi đấy. Nhưng mà kiểu này phải 4 lần vì số lượng võ sĩ nó đông quá. Đấy, chứ mình tưởng là nó phải chết dần nhưng mà đông quá. Nên chắc là phải được 4 lần.
我のみを絶った無に帰ろう。我のみを絶った無に帰ろう。燃やしてやるよ。逃げな。Bên đôi bạn lại phở. Nói thật các bạn, mình chát thằng sáng kia lắm. 4 lượt thì mày chết 3 lần rồi. Đánh nhau 4 lượt chết 3 lần thì hỏi các bạn đánh nhầm cái gì. Thế cái nhiều mạng vừa đánh nhau cái là ngồi nghỉ ngay. Mà yêu sẽ yêu đi. Đi kia nào. Chết một cờ rồi đâu. Bezenko ni shite yaru. Bare no mi o tatta. Mu ni kaero. Ittoku wa. Kissa ya. Kore de oyasumi da. Shirak, shirak. Eiya. Senko. Eiya.Bezenko ni shite yaru. Thằng gì bên đôi bạn chết rồi các bạn nhá. Ờ, hết người nó chết. Nói chung hết đồng minh rồi nó chết. Không thể đủ để bơm lên mình phần trăm máu cái gì cộng dồn gì đấy. Thôi bạn hồi sinh 3 lần của mình. Ờ, 3 lần này hết để xem bên mình nha. Đấy, chính xác là mỗi bên được 3 lần hồi sinh các bạn nhá. Như vậy trong đấu trường nó có 3 lần hồi sinh. Tính toán một hồi nó có 3 lần hồi sinh. Như mình nói rồi. Còn đội hình mà ví dụ đánh tranh mỏ hạn là 4 oxy đấy hoặc là tranh đoạt đấy thì nó chỉ được 2 lần hồi sinh thôi. Đấy mình nhẩm theo tính toán là như thế nhá. Chi tiết nào nó có công thức lằng nhằng lắm. Để mình tính nhanh thôi. Đấy. Và nói thật với các bạn này chỉ cậy hồi sinh rồi. không ra gì. Moya stereo. Đời tôi nha, thằng trắng béo mà nó có chết thì thật sự là buồn lắm. Come on. Trang béo hồi sinh. Bezenko ni shite yaru. Ora. Ware no mi o tatta. Mu ni kaero. Rồi cuối cùng thua là thua thằng trang béo đấy các bạn ạ. Đấy, chứ không phải là thua thằng Saiki chuyển sinh của các bạn đâu. Và nói thật cái thằng Saiki chuyển sinh với mình nó cũng chắc là cái việc này. Thảo nào mấy ông bên Nhật ông bảo là bên QQ ra võ sĩ mới này tan lép. Tức là tàn giảm sức mạnh của nó, còn bên Nhật ra thì công búp như đúng rồi luôn. Đấy, thế đây mình cũng hy vọng là Saiki nó chưa có hồn vũ khí, chưa có môn thôi. Nó thay đổi đục môn, nó lại như Mizuchi ấy. Nó lại gánh tem thôi. Rồi, cả Phoenix và Feta thì Mizuchi cũng được ăn học. Bên này được ăn học. Chỉ ít là ngang bằng với Rat và Cà Phẩy. Họ thua một chút so với Mizuchi, ngang bằng cũng luôn với cả Metekun. Đấy, nhưng mà cái độ hữu hiệu của nó, hiệu quả của nó theo mình thấy thì là có rồi. Có điều thì nó không được như mong đợi của nhiều người thôi. Đấy, nó còn hạt nhân thì mình nghĩ thế nó cũng là được rồi, đúng không? Rồi, rất là cảm ơn bạn 2315 cho mình mượn ảnh làm video nhá. Đấy, vừa quay video phân tích anh em tí còn để cho có thêm một vũ khí cũng như là bạn ý, bạn chủ hàng bạn ấy vào bạn ấy thêm các thứ. Cũng như là nghiên cứu thêm xem nó các vị trí đứng rồi là sắp xếp thêm nhào cho nó đầy đủ cẩn thận. Đấy thì mình sẽ vào mình test với các anh em thêm ở một cái video khác nữa. Còn video này thì tôi tạm thời dừng lại đây thôi. Đấy, rất cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại sự ủng hộ của các bạn. Để theo dõi của các bạn bằng cách comment hoặc là like gì đấy đúng không? Để mình biết là các bạn còn muốn làm thêm những cái video về các võ sĩ mới bên CWQ. Đấy, rất cảm ơn một lần nữa bạn 2315 nha. Mấy chữ tàu không đọc được, đọc cái số ấy nhá.